Xin mến chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách mình cài Adobe Photoshop CC 2023. Chia sẻ các bạn cái cách cài. Cách thứ nhất, các bạn update trực tiếp trên trang chủ của Adobe. Nếu các bạn đang sử dụng bản quyền, nếu các bạn chưa sử dụng thì các bạn có thể tải và sử dụng trước 7 ngày hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể sử dụng ha. Hoặc là các bạn download dưới phần mô tả của video này, các bạn tải và các bạn download cũng sử dụng miễn phí. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái bản update trực tiếp trên Adobe để mình trải nghiệm nó tốt hơn. Thì các bạn cứ nhấn update và các bạn cài một cách rất là bình thường như một cái app điện thoại thôi ha. Thì trước khi cài thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm một số cái tính năng và khuyến cáo của Adobe trên trang chủ chính thức của Adobe ha. Các bạn có thể dùng Google dịch để dịch sang nha. Tiếng này ở đây là tiếng Anh thôi, nên các bạn có thể xem và các bạn tìm hiểu thêm. Thì khi mình cài xong, nó sẽ cho mình sử dụng trước để mình trải nghiệm. Trong một khoảng thời gian tới, nó update bản hoàn thiện thì mình sẽ chia sẻ các bạn tiếp theo. Đó, các bạn thấy những cái cấu hình, những cái tính năng mới. Đây, nó có cho mình xem cái select trong cái phần Ctrl K để các bạn cài nè. Nếu như các bạn không có biết thì các bạn vào đây các bạn xem trước nha. Nó yêu cầu nè, đó. Nvidia GPU sử dụng GPU ha, gồm Kai nè, Select Subtract nè, Subtract Tool đó, thì nó khuyến cáo là các bạn nên sử dụng cái lệnh này ha, các bạn nên tham khảo trước khi các bạn cài. Rồi sau khi update xong thì mình sẽ mở lên một cách rất là bình thường nha các bạn. Thì hiện tại thì nó sẽ cho mình sử dụng miễn phí trước. Thì ở đây mình đang sử dụng bản free miễn phí trước 7 ngày ha. Thì khi mà mở lên á, các bạn thấy cái giao diện của nó đây. Nếu như bạn đang sử dụng bản dùng thử thì các bạn có thể bỏ qua cái phần này ha. Các bạn có thể bỏ qua. Rồi ok, thì khi mà cài lên thì những cái menu và những thiết lập trước đó vẫn yên nguyên trên Photoshop cũ ha. Ở đây thì nó sẽ giới thiệu cho bạn một vài cái tính năng mới được giới thiệu trên đây. Các bạn cứ duyệt, các bạn cứ duyệt nhấn bỏ qua ha. Ở đây nó có một số nhấn next tới nè. Next. Cái phần này thì các bạn có thể tự mình tham khảo thêm những cái tính năng mới trên bản beta này ha. Ở đây thì nó sẽ demo cho các bạn một vài cái tính năng khá là thú vị nè. Đó không? Khử noise nè, khử bụi luôn. Đó, Natural Filter. Bản beta review. Sau cái này mình nó không có hiện hình lên rồi, mặc kệ nó đi. Đó. Và một số cái AI nhận diện. Invert đông. Rồi bây giờ mình sẽ mở một số file ảnh trên cái bản cloud của mình. Thì ở đây là bản cloud nè, có một vài tính năng mình sẽ demo cho các bạn xem trước khi các bạn cài ha. Rồi ok, thì mình sẽ vào home đi. Ở đây có rất là nhiều ảnh để chúng ta có thể demo. Mình mong chờ cái phần natural thì mình sẽ demo từ cái tấm ảnh này, natural filter đi ha. Ở đây thì mình sẽ vào Natural Filter để mình test cho các bạn xem trước. Ở đây thì Natural Filter các bạn cài vô các bạn vẫn sử dụng một cách rất là bình thường nha. Có một số plugin như Portrait, One Portrait thì nó nhận. Còn những cái plugin khác các bạn nên copy vào nha. Rồi ok, thì mình sẽ sử dụng Natural Filter. Cái phần nâng cấp chủ yếu là bên Natural Filter và một số cái bên Camera Raw thôi ha. Thì ở đây khi mà các bạn mở lên thì nó sẽ có cái bản new nè, new beta, nên các bạn có thể download về hoặc là các bạn sử dụng thử ha. Ở đây thì mình sẽ chọn cách là mình download về trước đi. Thì ở đây các bạn cứ download về một cách rất là bình thường nha, nó không có gì mà khó khăn ở chỗ này ha. Nên các bạn cài giống như mình hướng dẫn thì chắc chắn sẽ dùng được thôi. Mình đang sử dụng lần đầu tiên mình cài cũng như vậy thôi. Cái cách mình cài thì làm được thì các bạn cũng sẽ làm được thôi. Các bạn download thì chờ một chút thời gian nha. Ở đây thì cái phần này nó gom gọn lại thành là Photo Rapidity. Nó chuyên nghiệp ha. Cái này chuyên nghiệp rồi. Cái này Super Zoom nè. Super Zoom này mình nghĩ cái phần mềm ngoài nó sẽ sử dụng tốt hơn trên Photoshop. Tại Photoshop ngốn GPU hay là RAM quá nhiều. Rồi thì Coloration thì các bạn vẫn hoạt động một cách bình thường ha. Các bạn không cần tải về nữa. Các bạn chỉ cần bật lên thôi. Ở đây mình sẽ bật lên cho các bạn xem luôn nè. Rồi có Smart,
Smart vật trai thì nó cũng đã cho mình luôn rồi, mình không cần phải tải về. Có Smart Skin này thì xóa mụn này mình nghĩ xài bên filter Kim Finer vẫn tốt hơn ha. Rồi rồi thì nó những cái tính năng khác mình không sử dụng thì mình không cần phải đau về đâu nha. Chủ yếu là bên phần phục hồi thì mình đang tải về nè. Giờ mình sẽ chờ thôi, trong giây phút chờ đợi. Cái phần download này các bạn thấy 768MB. Wow, dùng lượng cũng khá là nhiều quá nha, nên nó đau hơi lâu một chút. Trong quá trình download đó, các bạn không nên đóng lại nha, các bạn cứ để cho tải một cách rất là bình thường. Khi nào xong thì các bạn hãy sử dụng nó và đóng nó lại ha. Rồi ok, rồi các bạn có thể thấy là khi mà tải xong thì nó sẽ xử lý cho mình luôn đó. Mà thấy không, tấm ảnh này đã được tăng nét lên, nó sẽ làm cho mình tăng nét cái khuôn mặt đó nha. Ở bên đây thì nó hỗ trợ cho mình chỉnh nè, thí dụ như các bạn kéo những cái phần này lên đi xem nó có cái tác dụng như thế nào đó. Thì mình thấy là không có cái gì ha. Ở đây cái phần này thì có một chút tác dụng, nhưng mà cái này nó xử lý hơi chậm một chút ha, nên các bạn nên chú ý khi mà các bạn cài những cái tính năng mới này, nó cũng khá là lâu á. Khi mà hoạt động trên những cái thuật toán AI này thì cái máy chúng ta nó làm việc rất là vất vả nha. Rồi thì tính năng mong chờ cũng của chúng ta về phục hồi và tăng nét ảnh đã có trên Nature Filter, hoàn toàn sử dụng một cách đó, tất cả ở trong một thôi. Công việc còn lại của chúng ta là sử dụng như thế nào cho nó hợp lý và mang lại cái giá trị cho khách hàng thôi. Các bạn cứ bật coloration lên đó, rồi nó vừa lên màu ha, vừa tăng nét nó. Cái phần lên màu này nên các bạn xử lý tách bạch giữa phông nền và người nó sẽ lên màu hiệu quả và tốt hơn nha. Rồi ok, rồi ngoài ra có nhiều những tính năng khác rất là hay ha. Chắc mình nghĩ những kênh khác sẽ review cho các bạn nghe những cái tính năng đó, chủ yếu là mình giới thiệu các bạn cái này để các bạn tham khảo trước khi các bạn cài thôi. Rồi bây giờ mình nhấn ok đi. Cái phần còn lại chắc mình cũng nghĩ không có gì đặc biệt rồi. Ok đó. Lúc nãy mình quên chọn cái phần rồi, vậy mình chọn lại nha để so sánh. Thì các bạn cũng thấy rồi đó, các bạn cứ nhấn Natural Filter Photoshop 2023 đã gom lại cho chúng ta những cái này rồi, nên các bạn chỉ cần sử dụng thôi. Bật lên lại nè đó. Ở đây thì mình nên chọn cái New Layer nha luôn đó. Ok rồi, coloration ok, wow, rất là tuyệt vời ha. Rồi bây giờ mình sẽ test thêm một tấm nữa ha. Tấm này mình thấy cũng hơi xấu mà nó làm nên gì mình thấy cũng khá là hài lòng rồi, rất là tuyệt vời, làm mặt mọi miệng trong nữa ha. Ok rồi, rồi bây giờ mình sẽ test cái tấm bà cụ này đi ha. Bà cụ này cũng ở trên mạng nè, trên Zalo mình nhận khách hàng từ Zalo. Mình sẽ test thêm một tấm nữa rồi mình cho các bạn tham khảo cái bản beta này ha. Wow, bật cái này lên đó. Phần tiếp theo mình thấy hay ở phần cái natural này á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta nè, ở bên đây chúng ta có thể điều chỉnh được, còn những cái phần mềm khác như Photo Enhancer hay là Rimini á, chúng ta sẽ không điều chỉnh theo ý mình được. Nhưng cái phần này á, nó sẽ cho chúng ta điều chỉnh được, đó là một cái tính năng mình thấy rất là hay rồi. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể chia ra được lớp layer nữa ha. Đó, cái đó là điều mình thấy mình mong chờ từ cái bản update 2022, nhưng mà nó không có. Hiện tại bây giờ phần mềm đã phát triển khá là nhiều nên các bạn có thể sử dụng một cách rất là nhanh chóng và đơn giản. Nhưng cái điều đương nhiên rồi, các bạn phải có cái kỹ thuật và kiến thức cơ bản ban đầu để chúng ta có thể hoàn thiện cái sản phẩm của mình tốt đẹp hơn ha. Không có trông chờ vào AI nhiều quá thì nó chỉ giúp chúng ta là làm nhanh hơn thôi, còn hoàn thiện thì là do các bạn nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu có những gì hay hơn thì mình sẽ chia sẻ các bạn sớm nhất trong những cái video kế tiếp của cái kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bây giờ mình nhấn ok đi. Rất là hay ho. Đó. Thấy không? Các bạn thấy mình
ấy, mình chỉ là giảm xuống 50 thôi cho nó vừa thôi. Đối với bà cụ này thì chúng ta không nên làm nó quá sắc nét, nó sẽ mất đi một số cái chi tiết mà mình thấy nó không giống lắm ha, giống như những cái phần mềm khác thì nó làm thành một con robot rồi. Rồi xin chào và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo.